xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là một chiếc cục đẩy mà cái thương hiệu này em đã từng nói một câu là từ giờ về sau em không bán V3 nữa, mà bây giờ ngày hôm nay tiếp tục lại phá lệ phá luật là bán cho các bác cái con V3 model là Norman 2.4 với công suất 8 ohm là 400W một kênh và 4 ohm là vào 600 đến 650W trên một kênh. Máy này các bác xem đây là sử dụng có 1 2 3 4 5 6 7 8 8 con sò MOSFET công suất rất là lớn và con này máy class H power only. Đấy. Máy class H đây nó sẽ bù áp vào con này. Trông rất là chán đời. Ở đâu con này là 7805, con này ổn áp điện. Và MOSFET bù áp của nó sẽ đậu mặt dưới này. Đấy. Các bác nha. Hiện tại thì đây là cái con này em lấy lại của bác khách ở trong làng. Đây mặt hình thức còn khá là đẹp. Thì em sẽ nói luôn nha, con này là em sẽ bán với mức giá là 2 triệu 200 nghìn đồng. Được chưa? 2 triệu 3 bao ship, 2 triệu 2 giá tại cửa hàng. Được chưa? Giá thế là các bác có chê gì không? Có trách mắng gì không? Đúng không ạ? Con này thì máy con này rất là bền. B3 đời nào thì đời, nhưng còn đời Norman thì bền cực kỳ luôn, ít lỗi lắm. Từ trước giờ em lấy nhiều đẩy rồi, em giao lại thợ rất là nhiều. Nhưng B3 mà cái đời Norman này em chưa thấy con nào lỗi nằng nhằng gì cả. Rất là bền. Đây, con này biến áp thì nó không to, biến áp trông rất là chán đời nhưng dây quấn rất là to. B3 thì em lại nói với các bác như này. B3 nếu mà B3 một máy xịn nha, đa số biến áp hoàn toàn dây nhôm, đa số. Đấy, còn cái con nào mà quấn lại hay là thay biến áp thì may ra là dây đồng, chứ còn xịn của B3 là đa số là toàn dây nhôm hết. Đấy. Máy đây nhôm rất là đẹp, bao nhiêu năm rồi nhôm nó rất là đẹp. Đấy, công suất đây có 4 sò một kênh thôi. 4 sò một kênh nên tính ra là vào 400W. Đấy, em sẽ quay cho các bác xem mặt sau nhá. Thì B3 nó có một cái đặc điểm đặc trưng, đó là kể cả các hãng khác nhưng mà máy của bên trong bảo ra là B3. Đấy, đây là cái phần thông số công suất đằng sau. Các bác để ý này, 8 ohm pre là 400W và 4 ohm là 650W. Đấy, được chưa? Đấy, quạt gió đây. Đây là cái cầu đấu gian loa, có jack speak công, jack vặn xoáy của bắp chuối và input ba lăng. Đấy. Làm cái nghề này là phải chịu khó các bác ạ. Không chịu khó là không có tương lai đâu. Đây biến áp đây nó sẽ ghi luôn cả các cái thông số như điện áp vào, điện áp ra. Điện áp vào là 220V. À, 230V này, các bác xem tổng trên này. Đấy, và điện áp ra là 30-030 và 30-030. Sản xuất ngày 3 tháng 1 năm 2016. Đấy. Máy xịn nhá, máy chính hãng của B3. Đây, nên các bác hoàn toàn yên tâm. Đời không phải đời mới lắm, mà cách đây mấy năm rồi nhưng máy này nó rất là chất. Bán hàng thuộc dạng là tốt và chạy. Đấy. Bao nhiêu năm rồi nhưng nó vẫn giữ giá các bác ạ. Máy chất, nó có cái điểm mạnh của nó. Mà con này tình trạng mặt mũi và các cái của nó rất là đẹp đầy đủ, như là ốc này, tất cả ốc zin, nắp đây cũng là nắp người ta chưa sơn lại, về thì em không sơn đâu. Những cái máy xịn này thì em nói thật các bác là chơi cũng hay mà bán nó cũng tiếc, nhưng mà thôi, vì em là em không có duyên với B3 lắm, nhiều cái B3 mà em lấy về mãi em không bán được nên là em cũng kiêng. Và những con máy này thì rất là mong muốn là các bác nào nhanh chân nhẹ bước là có thể mua ủng hộ em, không cần cầu kỳ đâu. Đấy. Con này nó có đời là máy 2 kênh và đời là máy 4 kênh. 4 kênh thì các bác sẽ thấy ở đây nó sẽ có thêm một cái vị trí để bắt thêm một cái mạch đây nữa. 4 kênh của nó sẽ là có thêm 6 con tụ nữa và bo công suất nó sẽ đậu ở dưới này. Biến áp của nó sẽ lớn hơn con này một chút xíu. Đấy, 4 kênh thì mạch con này nó sẽ là đầy đủ hơn. Đây nó sẽ ra cắm đây ở dưới kia. Đấy. Được chưa? Ok nhá, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em. Đấy, em bán là 2 triệu 3 bao ship và 2 triệu 2 giá tại cửa hàng. Ok các bác nhá, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.